Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc trân trọng gửi tới quý vị, các bạn, các em học sinh truyền thần thoại mang tựa đề Thần Mưa. Thần Mưa là vị thần hình rồng thường bay xuống hạ giới, hút nước biển, nước sông vào bụng rồi bay lên trời cao, phun nước ra làm mưa cho thế gian có nước uống và cày cấy, cây cỏ trên mặt đất được tốt tươi. Thần Mưa thường theo lệnh trời đi phân phát nước ở các nơi. Thần Mưa có tính hay quên, có vùng cả năm không đến, sinh ra hạn hán ở hạ giới, có vùng lại đến luôn, làm thành lụt lội. Do đó mà có lần ở hạ giới phải lên kiện trời, vì thần mưa vắng mặt lâu ngày, công việc phân phối nước cho khắp mặt đất rất nặng nề. Một mình thần mưa có khi không làm hết, nên có lần trời mở một cuộc thi chọn các giống thủy tộc có tài trở thành rồng hút nước phun mưa giúp sức thần mưa. Cuộc thi rồng đó, trời đã chọn lấy địa điểm ở cửa Vũ, còn gọi là Vũ Môn, thuộc Hà Tĩnh ngày nay. Do đó mà trong dân gian đã có câu hát về việc cá gáy hóa rồng: mồng ba cá đi ăn thề, mồng bốn cá về, cá vượt Vũ Môn. Khi trời đất mới sinh thì chính trời phải làm mưa cho dân sự làm ăn. Sau vì khó nhọc quá, trời không làm lấy mưa nữa, trời mới sai rồng lấy nước phun xuống làm ra mưa. Nhưng vì số rồng trên trời ít, không đủ làm mưa cho điều hòa khắp mọi nơi, trời mới đặt ra một kỳ thi kén các vật lên làm rồng, gọi là thi rồng. Khi chiếu trời ban xuống dưới thủy phủ, vua Thủy Tề loan báo cho các giống dưới nước ganh đua mà dự thi. Trời cắt một viên ngự sử ra sát hạch. Hạch có ba kỳ, mỗi kỳ vượt qua một đợt sóng. Con vật nào đủ sức đủ tài vượt được cả ba đợt thì mới lấy đỗ mà cho hóa rồng. Trong một tháng trời, bao nhiêu loài thủy tộc đến thi đều bị loại cả, vì không con nào vượt qua được cả ba đợt sóng. Sau có con cá rô nhảy qua được một đợt thì bị rơi ngay, nên chỉ có một điểm. Có con tôm nhảy qua được hai đợt, ruột, gan, vây, vảy, râu, đuôi đã gần hóa rồng, thì đến lượt thứ ba đuối sức ngã bổ xuống, lưng cong khoăm lại và chất thải lộn lên đầu. Hai con cũng phải trở lại yên nghiệp ở đồng như trước. Đến lượt cá chép vào thi thì gió thổi ào ào, mây kéo đầy trời, chép vượt luôn một hồi qua ba đợt sóng và vào lọt cửa Vũ Môn. Cá chép đỗ, vây, đuôi, râu, sừng tự nhiên mọc đủ, dạng bộ oai nghi. Cá chép hóa rồng phun nước làm ra mưa. Trích Thần Mưa, tuyển tập văn chương nhi đồng, Doãn Quốc Sĩ, nhà xuất bản Sáng Tạo, 1990, trang 32 đến trang 33, Thanh Tùng diễn đọc.